Vẫn héo phun phép đi săn phơ ló là các bạn mới hiểu là nó ác như nào nhá. Chào Văn Huy nhá, chào Ken Bạch nhá. Đấy, sáng sớm chúng ta gửi gắm những cái lời chúc và lời chào cho nhau đi. Các bạn gửi comment đi, mình chào các bạn. Có chị em giúp anh có. Ơ, bắn heo đó. Ơ, Slim á nhờ. Mẹ cho, thật là đánh chan, thật. Thôi em ơi, em đừng có đánh cái xú, sao lại xú nữa. Phép đi. Con heo phép mạnh lắm. Ác thật. Để anh đi rừng phun phép á. Có mấy thằng ná nó thủ đánh không trượt cái vắt nào á. Ác thật đấy, mình tính nó Slim nó rá cái con bắn heo còn đeo tím được. Mẹ sáng sớm nó mù mắt thế nhỉ. Rõ ra là pính cái con Slim. Ác thật đấy. Tao xí với quá cướp hồ tao cả. Tao xí với vậy. Cùng đi cướp như đúng rồi. Anh nhấp cái chiếu chọn mà nhấp mà không tới. Anh có sợ nó gì đâu em. Má về nhỏ phải bắn heo ở đấy. Sánh vai chạy được rồi. Mưa thằng vlog qua đây anh sụp cho lý luôn đấy em ạ. Trời ơi ghê chưa. Thằng nào được em ơi, rúm đi. Khỏe cái gì, cái đó thì đơn giản em ạ. Em đâu? Nó bố cho vui nhà, vui cửa với chị em. Đây em. Bình tĩnh tất cả, hay là bình tĩnh cho anh. Wow. Tất cả phải thật bình tĩnh cho anh cái pha đấy. Ác thật. Ác. Em quên luôn em ơi. Em quên được. Úi trời ơi. Đánh ác thì đây là chơi là một cái phá bích nhâm tưởng ạ. Ác thật đấy. Bọn này đi. Bọn này không cho cơ hội bọn để lật keo các bạn, không cho cơ hội lật keo. Gặp văn héo phun phép đi săn phơ ló là các bạn mới hiểu là nó ác như nào nhá. Nó đi săn nó phơ ló nhá. Mảnh thật đó các bạn à. Văn héo phun phép là mảnh thật á.